Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu và quyền giao bóng thuộc về các cầu thủ bên phía Hội đồng niên 198. Đưa bóng vào, cú sút. Một tình huống nguy hiểm được chuyển không tốt của Văn Tuy trong tình huống vừa rồi. Đây là đội trưởng bên phía các cầu thủ T10. Cú sút, chưa có bàn thắng dành cho T10. Bóng tới được vị trí của Văn Vũ. Niềm vui đã tới với Văn Vui và những người đồng đội của mình. Một pha chuyền bóng mà xé toang hàng phòng ngự, đúng hơn là xé toang cả đội hình của Hội đồng niên 1985, và bóng tới được vị trí của Văn Vui, kết thúc rất nhẹ nhàng và đơn giản để có thể mở tỷ. Là Đình Trạng mất bóng rồi, phản công dành cho các cầu thủ bên phía Hội đồng niên, đưa bóng vào. Văn Tuy đã bỏ lỡ một cơ hội để có thể đưa trận đấu này về vạch xuất phát một cách rất nhanh. Pha đệm bóng của Văn Tuy làm tôi nhớ đến Sterling. Bóng treo đến vị trí của Quang Triểu, rất tốt, vẫn là Quang Triểu. Nhà bóng hay, Văn Vui, 2-0. Không cần phải tấn công quá nhiều, nhưng các cầu thủ bên phía T10 đang tận dụng tốt những pha phản công và những cơ hội của mình có được. Và có lẽ người ghi bàn trong lần này là vị trí của số 4 Minh Nghĩa. Những pha phản công phải nói là rất sắc. Bóng tới vị trí của Minh Nghĩa, chưa có cú đúp dành cho Minh Nghĩa. Thủ thành Hữu Trực đã xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Như tôi đã nói thì những pha chọc khe và những Đức Văn, vẫn là Đức Văn, đưa bóng vào. Như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 dành cho cầu thủ bên phía Hội đồng niên 1985. Người ghi bàn là vị trí của cầu thủ mới vào sân, số 11 Văn Phỉ. Có lẽ là sau ít phút chênh choạng, Văn Phỉ, bóng tới được vị trí, bóng không. Văn Cảo vẫn là tiếp nhiệm vụ làm tường, tới đi Văn Cảo, Văn Phỉ. Bóng hướng tới vị trí của bóng hướng. Đưa bóng vào, rất nguy hiểm và rất bất ngờ, đó là một pha sút thẳng ngay của các cầu thủ Hội đồng niên 1985 Hà Nội. Rất bất ngờ, và có lẽ là thủ thành Anh Dũng đã có một thoáng giật mình trong tình huống vừa rồi. Không nghĩ, chính tôi cũng không nghĩ đó là một pha sút thẳng. Và như vậy là hai đều, rất gay cấn. Các cầu thủ bên phía Hội đồng niên 1985 đang động viên nhau, anh em cố lên để có thể đưa trận đấu này đi xa hơn, hoặc là ít nhất thì sẽ có một bàn thắng dẫn trước. Người đang đứng trước bóng là số 8 Hữu Hiếu. Không vào! Rất đáng tiếc. Các cầu thủ bên phía T10 đã lăn xả trong tình huống vừa rồi. Anh Dũng lại bị đau rồi. Những pha phạt góc của các cầu thủ Hội đồng niên 1985 phải nói là vô cùng. Đức Văn! Một pha mà Quý Bảo đã làm thay nhiệm vụ của thủ môn, khi mà cú sút của Quý Bảo rất căng.
Cú sút của Đức Văn là đưa bóng về rất an toàn dành cho anh Dũng. Như vậy là sẽ bước vào trận đấu, sẽ bước vào loạt đấu súng. Bên phía Hội đồng niên 1985 Hà Nội sẽ là người đứng lên trên chấm trắng trước. Không biết là sẽ có niềm vui trên chấm trắng hay là nghiệt nhã trên chấm trắng đây. Người sẽ thực hiện pha đá đầu tiên dành cho Hội đồng niên đó là số 8 Hữu Hiếu, một cầu thủ chơi đóng góp vào lối chơi chung rất nhiều. Hữu Hiếu như vậy là có lẽ là người đá pen dành cho các cầu thủ, người bắt pen dành cho các cầu thủ bên phía T10 không phải là anh Dũng mà là đó là vị trí của Văn Vui. Lần này thì đó, đây là cuộc đối đầu giữa Huy Hoàng và Hữu Trực. Huy Hoàng như vậy là cú đá đầu tiên đã không thành công. Một pha bóng chạm mép dưới xà ngang, tuy nhiên thì bóng không đi vào trong lưới, bóng không lăn qua vạch vôi. Lần này là Văn Cao sẽ đối đầu với Văn Vui. Văn Cao và Văn Vui 2-0. Văn Khổng 2-0. 2-0 dành cho các cầu thủ 1985 Hà Nội. Hội đồng niên đang vươn lên dẫn trước và đây là hiệp, và đây là lượt đá của T10. Người đang đứng trên chấm đá pen sẽ là Lê Quý Bảo đối đầu với Hữu Trực. Hữu Trực đang có những hành động để làm phân tâm đối thủ. Một cú sút thành công. Một cú sút rất tỉnh táo. Như vậy là đã thay người bắt pen rồi. Lần này anh Dũng sẽ vào bắt pen. Đức Văn sẽ là người thực hiện cú đá lần này. Đức Văn đối đầu với anh Dũng. Nếu bàn thắng này được ghi thì các cầu thủ bên phía sẽ chiến thắng. Như vậy là Hội đồng niên 1985 Hà Nội sẽ đưa tên mình, sẽ chạm tay vào tấm vé vào trận chung kết của giải bóng đá VFTV Cup lần thứ nhất năm 2022. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị của VFTV vào những trận đấu lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.